Mặc những cơn mưa phùn và cái se lạnh của Hà Nội những ngày giao mùa, người đàn ông với mái đầu bạc phơ này vẫn cẩn mẫn ghé thăm các hộ gia đình trong tổ dân phố. Câu chuyện của ngày đầu xuân không chỉ là lời hỏi han sức khỏe, mà còn là cả những lời vận động tuyên truyền người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Công việc ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng ấy đã được ông đều đặn làm trong suốt 23 năm qua và trả về những kết quả làm người ta không khỏi giật mình với 1.189 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, đạt hơn 1.000 đơn vị máu an toàn. Sinh ra từ miền quê nghèo huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, ông Lê Đình Duật đã hăng say với công tác đội thiếu niên, đoàn thanh niên ở địa phương. Năm 1961, khi vừa tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, trở thành sĩ quan chỉ huy của bộ đội tên lửa phòng không thuộc tiểu đoàn 61, đoàn tên lửa Sông Đà. Từ năm 1965 đến năm 1972, ông trực tiếp tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở cả Hà Nội và chiến trường khu 4. Trong những năm tháng ác liệt ấy, ông đã chứng kiến nhiều đồng đội và đồng bào bị thương và hy sinh do mất máu quá nhiều. Chính điều ấy đã trở thành sự trăn trở, day dứt không nguôi trong trái tim chàng trai trẻ Lê Đình Duật khi ấy. Như một cơ duyên của số phận, năm 1966, người chiến sĩ ấy đã lần đầu được san sẻ giọt máu của mình cho những đồng đội khác trong một hoàn cảnh hết sức cấp bách. Khi quay về trận địa mà tôi đang đóng ở Nga Lộc, thế nhưng mà sau khi sang đến Phả Điền Lợi thì máy bay nó đánh phá cầu phao và ô tô không đi được. Thế thì tôi được đồng chí tham mưu trưởng tiểu đoàn giao cho nhiệm vụ dẫn 7 anh em đi về đơn vị ngay để báo cáo cho chỉ huy đơn vị chuẩn bị để hành quân đi chiến đấu. Rời khỏi Phả Điền Lợi được độ khoảng hơn một cây số thì gặp ngay một cái trạm cứu thương. Thế thấy chúng tôi đều là lính cả thì đồng chí trạm trưởng và y bác sĩ đây ra kêu gọi chúng tôi vào để cho máu cứu đồng đội. Trước cái tình hình yêu cầu của trạm, của cán bộ và nhân viên ở trạm như thế và trước cái sự tính mạng của đồng đội thì tôi đành vận động anh em coi như vào để tham gia cho máu. Thế sau khi vào làm thủ tục thì coi như có 4 người thôi, trong đó cả tôi là 4 đồng chí là đủ cái hiến máu. Từ lần đầu được làm công việc cao đẹp ấy, chàng thanh niên Lê Đình Duật luôn ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ mang những giọt máu của mình cứu giúp nhiều người hơn. Đặc biệt, tận mắt chứng kiến sự hy sinh của đồng đội vì thiếu máu khiến trong tâm trí ông luôn nghĩ mình đang mang một món nợ với những người bệnh đang cần máu cho cuộc hồi sinh của họ. Năm 1991, khi được nghỉ chế độ, về sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung, ông Duật được bầu làm phó chủ tịch hội chữ thập đỏ của phường. Ông cho biết đây là điều kiện để ông thực hiện tâm nguyện trả món nợ mà bản thân ấp ủ lâu nay. Năm 1999, khi có phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương, ông đã tình nguyện tham gia ngay. Tuy nhiên, bác sĩ đã từ chối vì huyết áp của ông quá thấp, không đủ điều kiện để hiến máu. Kết quả đó làm người cựu chiến binh lại buồn lên gấp bội. Không nản lòng, anh bộ đội năm nào đã tìm được cách làm cho riêng mình. Không thể thực hiện được, cho nên là cuối cùng tôi bảo bây giờ mình không hiến máu được thì mình phải vận động người hiến máu thay mình. Mà vận động hiến máu thì cái việc mình phải có cái gương, cái thực tế để trên cơ sở như vậy để người ta noi theo. Thời gian đầu, việc tuyên truyền của ông gặp không ít khó khăn do mọi người chưa hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu. Tuy nhiên, ông nghĩ mình không thể bỏ cuộc, càng khó khăn càng phải tìm cách tháo gỡ. Nhiều lúc vận động khó lắm. Cả phường vận động một kỳ chỉ được 3 người hiến máu là giỏi. Bởi vì nhận thức của nhân dân lúc ấy người ta khác hẳn, người ta đang mặc cảm với vấn đề hiến máu, để cho rằng máu là xương là thịt. Của mình không thể cho được, cho thì ốm yếu, cho thì sẽ gầy gò rồi hay mắc bệnh.
cho nên là mọi thứ người ta không làm, cho nên ta mặc cảm phản kháng. Cho nên nếu mà con cái được vận động đi hiến máu là người ta phản kháng, ta không nghe. Nghĩ là làm, ông về vận động các thành viên trong gia đình của mình để làm gương. Rất may là khi ông Duật chia sẻ thì cả gia đình đều nhiệt tình hưởng ứng. Đầu tiên phải kể đến người vợ Tào Khang của ông. Câu chuyện về việc hiến máu của bà Lê Thị Kim Dinh cũng hết sức đặc biệt. Những năm 2000, khi đã vừa tuổi về hưu, đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện để hiến máu, nhưng bà vẫn lặn lội đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để xin được hiến máu. Khi ấy, bà đã khai giảm tuổi xuống, cũng như nói dối về việc làm mất chứng minh thư để được hiến máu. Khi được hỏi điều gì đã làm bà có động lực thực hiện nghĩa cử cao đẹp ấy, đôi mắt bà không khỏi rưng rưng xúc động. Những căn bản như thế này, mình không có tiền để giúp người ta, mà đi thăm bệnh nhân thì thấy người ta quá khổ. Thế thì bây giờ mới bảo là thôi, mình không có tiền thì là mình có cái máu của mình để giúp người bệnh thôi. Thế nên là cứ động viên, thế mấy lần hiến máu đấy thì không thể ảnh hưởng gì cả. Thế là cứ thế rồi cứ phong trào thế làm, mà cũng thấy vui, mà cũng thấy cũng giúp được nhiều người. Thế là thôi cứ thế làm suốt từ đấy. Cứ thế trong nhiều năm qua, bà Dinh đã thầm lặng hiến đến 13 đơn vị máu. Giờ đây khi sức khỏe đã không còn đảm bảo, bà chung tay cùng chồng trong việc vận động người thân, bạn bè tham gia hiến máu. Không những thế, bà trở thành hậu phương vững chắc, chuẩn bị mọi công tác hậu cần phục vụ cho quá trình đi hiến máu của mọi người. Noi gương cha mẹ mình, bốn người con gồm cả con trai, con gái và con dâu của vợ chồng ông Duật cũng nhiệt tình tham gia hiến máu. Không chỉ vậy, các cháu ngoại của ông Duật cũng tích cực tham gia cùng cả gia đình. Tính đến nay, gia đình với ba thế hệ này đã tham gia hàng trăm lần hiến máu tình nguyện và hiến được hơn 200 đơn vị máu an toàn. Bản thân tôi thì khi mà chưa đủ 18 tuổi thì đã thấy là bố đã vận động các anh chị em rồi bạn bè sinh viên đi hiến máu, và tôi thấy việc làm này hết sức ý nghĩa. Và với bản thân tôi thì tôi sôi nổi và tôi muốn tham gia những cái phong trào như vậy. Thì chính vì thế mà khi đủ 18 tuổi thì tôi đã tham gia hiến máu. Từ năm 18 tuổi đến nay thì tôi đã tham gia hiến máu được khoảng hơn 20 năm. Và số lần hiến máu thì tính đến thời điểm này khoảng gần 90 lần. Điều đáng quý hơn, những người con của ông Duật đã không chỉ trực tiếp hiến máu, mà các anh, chị còn noi gương cha mẹ mình trở thành những sứ giả trong việc vận động tuyên truyền hiến máu cứu người. Bố bây giờ 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi, lúc thế này, lúc thế khác. Cho nên có thể những lúc mà kế hoạch tổ chức ra được nhưng mà đứng chủ trì không làm được. Thế thì con phải tranh thủ để giúp mẹ hoặc giúp bố hoặc là tự để lo cái việc tổ chức cho nó thành cái phong trào cho nó tốt. Duy trì lấy phong trào nhà mình, đừng có bỏ cuộc. Phía bản thân con thì con cũng hết sức là ủng hộ công việc của bố mẹ. Thì con thì lại thường được nghỉ vào cuối tuần. Thì ông bà thì cứ lên kế hoạch, lúc nào cần thì con sẽ chủ động con sang con giúp ông bà những cái việc cần thiết. Con sẽ vận động các bạn là anh em sẽ cùng từ trên trường về để tham gia hiến máu, làm sao mà để duy trì cái phong trào nhà mình, cũng như là để tiếp nối cái phong trào, cũng như là cái cách ông đã vận động mọi người để xây dựng cái phong trào hiến máu nó ngày một đi lên. Không dừng lại trong gia đình, ông Duật còn kiên trì đi vận động thêm các em, các cháu ở quê ra Hà Nội học tập, công tác cùng tham gia. Các cháu thanh niên, học sinh, sinh viên và cả những người trung niên trong khu phố nơi ông sinh sống đều hưởng ứng sự vận động của ông, tích cực tham gia hiến máu. Đến nay, sau gần 24 năm, ông Duật đã vận động được hàng nghìn lượt người tham gia hiến tặng hơn 1.000 đơn vị máu an toàn, góp phần cứu sống hàng ngàn người bệnh. Gia đình nhà ông luôn tâm huyết với công tác hiến máu tình nguyện và công tác cứu trợ nhân đạo. Mưa gió không bao giờ ngại và ông cũng không bao giờ đòi hỏi bất cứ một cái gì của Hội Chữ Thập Đỏ. Có những lúc như Covid, gia đình nhà ông vẫn đeo khẩu trang, vẫn đi từng nhà gọi các cháu hiến máu và đưa các cháu đi theo đúng một quy trình bài bản làm việc. Cái mô hình hiến máu, gia đình hiến máu tiêu biểu của ông cũng sẽ là cái động lực để cho nhân dân phường Thánh Xuân Trung cùng nhau tích cực vận động để đưa công tác hiến máu tình nguyện và đưa cái công tác nhân đạo của phường Thánh Xuân Trung thành công tốt đẹp. Và năm 22 thì gia đình ông cũng đóng góp
cái thành tích, và Hội Chữ thập đỏ phường Linh Trung cũng được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về công tác nhân đạo. Gia đình Báo Giật có một cái điều đặc biệt nữa là cứ mỗi dịp mà chúng tôi thiếu máu, mỗi dịp khan hiến máu thì bác lại vận động những cái đoàn là bằng con cái, các cháu và các cháu họ hàng để làm những chuyến xe đến Viện Huyết học Trung ương để tham gia hiến máu tình nguyện. Ngay những dịp mà gần Tết, những dịp sau Tết hoặc những dịp hè, những cái dịp mà Covid mà diễn ra căng thẳng mà chúng ta bị thiếu máu ấy, thì bác đều vận động những cái đoàn họ hàng nhà mình, con cái nhà mình tham gia hiến máu tình nguyện. Vừa bước sang tuổi 28 thì đây cũng là lần thứ 24 Nguyễn Bá Thành tham gia hiến máu tình nguyện. Trong suốt 9 năm qua, Nguyễn Bá Thành là một trong những thành viên tích cực của đoàn hiến máu do gia đình ông Duật vận động. Những lần hiến máu không chỉ nhân lên trong Thành tinh thần tương thân, tương ái mà còn làm cho chàng thanh niên ấy thêm say mê với phong trào tình nguyện này. Biết được bác Duật thì em rất là ngưỡng mộ, vì là bác là vừa là hiến máu vừa là bên công tác tuyên truyền, vận động mọi người ạ. Thì là em mong muốn là mình sẽ giúp đỡ và đi hiến máu với bên đoàn bác nhiều hơn, và thông qua đó em sẽ vận động bạn bè và người thân em đi hiến ạ. Từ tháng 10 năm 2019, trạm y tế phường Nhân Chính trở thành một điểm hiến máu cố định trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các cán bộ, nhân viên và các bạn tình nguyện viên tại đây không ai là không biết đến gia đình ông Duật. Họ quen với hình ảnh ông lão với mái tóc bạc phơ, tận tụy đến hỏi han, động viên từng người mỗi khi vào hiến máu. Chính ông đã truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên tại đây thêm gắn bó với công việc mà mình đã lựa chọn. Đặc biệt với nhiều cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, ông Lê Đình Duật như một người thân của họ. Không chỉ thế, ông Duật và gia đình ông trở thành mô hình điển hình để các cán bộ của viện tổ chức vận động tuyên truyền người dân tham gia hiến máu. Đây là một cái gia đình hiến máu rất là tiêu biểu của Việt Nam. Và không chỉ vậy mà cái việc xây dựng các gia đình hiến máu, các dòng họ hiến máu hiện nay của Việt Nam đã được nhiều địa phương triển khai và rất thành công. Bởi vì chúng ta biết rằng là việc hiến máu tình nguyện không chỉ dừng lại những cái kỳ cuộc, mà chúng ta phải đi vào những cái trách nhiệm của cộng đồng, của cái thói quen của người dân, tính tự giác của người dân để xây dựng được cái phong trào hiến máu tình nguyện bền vững thì phải bắt đầu từ những người dân. Thì cái việc mà xây dựng các gia đình hiến máu, các dòng họ hiến máu, những cái cộng đồng hiến máu tại khu dân cư, tại các làng, các thôn bản, nó làm cho cái việc hiến máu tình nguyện chúng ta nó lan tỏa hơn rất là nhiều trong cộng đồng, và nó làm cho cái việc hiến máu tình nguyện phát triển một cách bền vững. Với những đóng góp quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện, ông Duật cũng như các thành viên trong gia đình đã nhiều lần nhận được bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định tặng bằng khen cho gia đình ông. Gia đình ông 5 người thì có 3 người được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt. Ngoài ra còn có danh hiệu Gia đình hiến máu tiêu biểu Việt Nam, Gia đình anh hùng của người bệnh, Gia đình có 3 thế hệ hiến máu tình nguyện. Đây là sự động viên quý giá giúp ông và gia đình thêm động lực duy trì tham gia phong trào hiến máu và vận động hiến máu. Tạm xếp lại tất cả bằng khen, giấy khen, trong căn nhà nhỏ, vợ chồng ông Duật lại miệt mài lên danh sách cho những việc cần chuẩn bị cho những buổi hiến máu tiếp theo. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhiều người đã nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già, nhưng ông Duật vẫn đau đáu với phong trào hiến máu tình nguyện. 80 năm tuổi đời, 60 năm tuổi đảng, người chiến sĩ, đảng viên mẫu mực ấy vẫn miệt mài để trả món nợ ân tình cho đồng đội, đồng bào. Ai ơi máu quý hơn vàng, nhưng đừng vì thế bằng quang với đời. Hãy bớt một phần máu tươi ở trái tim đỏ cứu người hiểm nguy. Nếu cứu được hãy cứu đi, ân tình đời sẽ trả khi bạn cần.